Xin kính chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kiệt Tứ Đạt của em. Lời nói đầu tiên, xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Kính chúc quý khán giả và gia đình được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc và xem kênh vui vẻ. Hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý khán giả một cái thông tin nóng vừa được đăng trên trang báo Công an Nhân dân. Đây là cái chủ đề chính mà được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Công an tỉnh Đắk Nông vừa bắt tạm giam một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trên mạng xã hội. Kính thưa tất cả quý khán giả, qua câu chuyện drama của bà Nguyễn Phương Hằng, cái vấn đề kêu gọi quyên góp tiền từ thiện luôn là cái chủ đề nóng mà được rất nhiều quý khán giả quan tâm. Thời gian qua thì bà Hằng cũng đấu tranh rất kịch liệt với một số người đã từng đứng ra kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để hỗ trợ bà con ở miền Trung vào năm 2020, nhưng họ chưa sao kê công khai minh bạch. Ngay sau khi bà Hằng lên tiếng đó, thì có một số người họ biển thủ cái số tiền 6-7 tháng chưa chịu giải ngân. Có một số người khi kêu gọi rồi xong, họ tự động sao kê công khai minh bạch trước dư luận cộng đồng và đáp trả lại cái niềm tin của Mạnh Thường Quân đã dành cho bà con ở ngoài miền Trung. Điển hình là vợ chồng anh Lý Hải và chị Minh Hà. Nhưng cũng có một số người ngay sau khi kêu họ công khai minh bạch thì họ tỏ vẻ ra giận hờn, cáo gắt, cho rằng làm từ thiện không phải là trách nhiệm của họ. Nếu như mà sao kê công khai minh bạch thì họ không làm. Có người thì chửi luôn cả những người mà đứng lên để yêu cầu. Kính thưa tất cả quý khán giả, đất nước Việt Nam của chúng ta có thể nghèo hơn các nước phương Tây về vấn đề công nghệ, nhưng về cái đạo đức, cái phong tục tập quán, một cái tấm lòng tương thân tương ái, cái đạo đức tình người thì chúng ta giàu hẳn trên thế giới này. Cả thế giới không có đất nước nào đem so sánh về cái đạo đức, cái phong tục tập quán, một cái tấm lòng tương thân tương ái hơn con người Việt Nam của chúng ta. Khi xảy ra tình hình thiên tai bão lũ, dịch bệnh hoặc là có những cái hoàn cảnh khó khăn thì luôn có những Mạnh Thường Quân mở rộng cái vòng tay để tương thân tương ái, để sẵn sàng san sẻ những cái khó khăn. Nhưng cũng lợi dụng trong những cái vấn đề này, có một số kẻ đem cái hình ảnh của cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là cái thiên tai dịch bệnh để lên trên mạng xã hội kêu gọi quyên góp tiền từ thiện để trục lợi cho các bản thân. Thì thời gian qua chúng ta cũng đã đấu tranh rất kịch liệt về cái vấn đề này. Phải nói trước cái câu chuyện của bà Hằng á, thì họ kêu gọi một cách là đại trà luôn, kêu gọi mà không có kiểm soát được. Nhìn sơ gang thì chúng ta cứ nghĩ là họ có đạo đức đó, họ hỗ trợ những cái gia đình nào đó nghèo khổ để vượt qua cái khó khăn. Nhưng một số người ta có của ăn của để rồi thì người ta cũng trích ra một cái phần, dành ra một cái phần ăn sáng hay là một cái gói thuốc hay là một bữa ăn để người ta hỗ trợ những gia đình đó. Nhưng không ngờ là chúng ta tiếp tay cho những cái tệ nạn này ngày một càng hoành hành, còn lộng hành thêm nữa. Bây giờ qua cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng thì có hẳn cái nghị định 93 chúng ta cũng đã áp dụng rồi, cho phép những cá nhân kêu gọi quyên góp tiền từ thiện nhưng buộc phải sao kê công khai minh bạch đâu đó rõ ràng, được chính phủ nhà nước công nhận. Thì đây cũng là một cái thông tin cực kỳ vui mà chúng ta đã đấu tranh trong suốt khoảng thời gian qua ha. Thì đây xin mời quý khán giả ha cùng xem trên cái bài báo này, hơn 3.000 nạn nhân sập bẫy lừa đảo của đối tượng trên mạng lập tài khoản kêu gọi từ thiện. Đây chúng ta thấy trên cái bài báo Công an Nhân dân ha, nhưng trên bài báo Công an Nhân dân này nó còn có một thiếu một cái đoạn sau. Đây tôi gửi quý khán giả cùng một cái bài trên trang báo VTV ha, để cho quý khán giả xem đây là cái thông tin cụ thể và cũng là cái kết quả mà chúng ta đạt được trong khoảng thời gian qua ha. Bắt đối tượng lừa đảo trên 3.000 người bằng hình thức kêu gọi từ thiện. Từ năm 2020 đến khi bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, Ngô Trường Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt trên 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh và thành phố. Chúng ta thấy đây là một cái trang Facebook thôi, họ tạo ra trên mạng xã hội mà họ kêu gọi được hẳn cái số tiền 3,6 tỷ đồng là một cái con số không hề nhỏ nha quý khán giả. Còn cái ông nào đó ca sĩ hạng A, hạng B mà sao ông kêu gọi có 1 tỷ mấy, tôi thấy cũng lạ ha. Ở đây là trên Facebook thôi mà nó kêu gọi đây còn lụm 3 tỷ mấy. Còn ông đó có 1 tỷ mấy, ông đó kêu gọi quá tệ rồi. Ông đó là tệ hơn cái tên Thịnh này rồi. Chiều ngày 14 tháng 8, 2023, lãnh đạo công an huyện Cư Giúp, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đấu tranh triệt phá một nhóm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên không gian mạng. Đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh, sinh năm 93, trú tại phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây Thịnh đây ha. Thịnh sinh năm 93 thì Thịnh mới có 30 tuổi thôi. Tuổi mẹ đẻ thì Thịnh chỉ có 31 thôi mà Thịnh đã kêu gọi được cái số tiền 3.6 tỷ, Thịnh quá đỉnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh lập nhiều tài khoản Facebook, đăng bài viết và hình ảnh nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu, neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa. Ở đây chúng ta thấy cái này nó có cái gì đó nó quen quen với quý khán giả, làm chúng ta nhớ lại là cái hoàn cảnh của một cái danh hài hay là diễn viên gì đó vừa rồi kêu gọi ủng hộ một cháu bé nằm bệnh viện ở Cần Thơ ha, cũng có người chuyển cho đó cái số tiền 100 triệu. Rồi tiếp theo đó thì chúng ta nhớ lại cái vụ việc của bác sĩ Khoa ha, vụ của bác sĩ Khoa là rút ống thở rồi này kia đó, là chúng ta thấy trước đây chắc có thể là ăn quen rồi đúng không? Tưởng qua cái câu chuyện của bà Hằng, tưởng đâu là cái dư luận cộng đồng đó là người ta mù quáng cho người ta không biết ha. Sau khi Thịnh đăng bài viết cùng hình ảnh trên nhiều trang Facebook cá nhân, đã có nhiều người chuyển tiền ủng hộ cho Thịnh qua các tài khoản ngân hàng và bị đối tượng chiếm đoạt. Với thủ đoạn đó, từ năm 2020 đến khi bị bắt vào ngày 1 tháng 8 năm 2023, Ngô Trường Thịnh đã lừa đảo chiếm đoạt bà trên là 3,6 tỷ đồng của hơn 3.000 người dân ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thịnh ở đây là lừa đảo được 3.6 tỷ ha. Còn ông kia hạng A, hạng B mà kêu gọi có 1.8 tỷ, ông kêu quá tệ. Mà 1.8 tỷ này ông cũng chai gì, ông cũng không giải ngân nữa. Đến khi bà Hằng bà la lên đó phát hiện ha, mới chạy đi giải ngân. Trong đó có chị Nguyễn Thị Nhờ ở huyện Cư Rút, số tiền chiếm đoạt được là Thịnh dùng tiêu xài cá nhân và nộp hết vào tài khoản để cá độ bóng đá ha. Của Phi Nghĩa thì làm chi nên chuyện với khán giả, lừa đảo bên đây thì cũng chạy bên kia, cuối cùng thì cái hậu quả thì chỉ mình gặp. Quá trình điều tra, ngày 1 tháng 8, Công an huyện Cư Rút đã phối hợp Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Trường Thịnh, thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Rút tiếp tục điều tra mở rộng. Ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, xin liên hệ đội cảnh sát hình sự Công an huyện Cư Rút để được hướng dẫn và giải quyết. Ở đây là cái đoạn này là cái đoạn rất quan trọng đây, cái đoạn mà chúng ta đã đấu tranh thời gian qua đây. Trung tá Nguyễn Trung Hữu, trưởng Công an huyện Cư Rút cho biết, hoạt động từ thiện đã trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, thu hút sự tham gia tích cực, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần chung tay cùng toàn xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, đến cái đoạn tự nhiên này là chúng ta thấy là hấp dẫn phải không? Một số đối tượng xấu đã lợi dụng lòng thương cảm, tấm lòng nhân ái, thiện nguyện của nhiều tổ chức, cá nhân đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở đây là tôi nhớ lại ông Lan Băm nha. Ở đây khi nói vậy tôi chợt nhớ lại ông Lan Băm nha. Bà Hằng bà đưa số tiền 3 tỷ 8 mà đi mua ton, sao mà ton có 2 gem mà tính tiền là ton 4 gem rưỡi, 5 gem. Thấy cái này nó cũng lạ ha quý khán giả, trên hẳn một cái trang báo dân trí là người ta đưa lên là rất rõ ràng ha. Ton mua có 2 gem lột chuồng gà, chuồng lợn nếu mà người ta còn không lột, nó cho thì ta lấy thôi. Do đó, để tránh đặt lòng tốt không đúng chỗ, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Ở đây là cái vấn đề này chúng ta đã đấu tranh trong suốt khoảng thời gian qua đây. Không để các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần thận trọng tìm hiểu, xác minh, kiểm chứng kỹ các nội dung, thông tin đăng tải, yêu cầu công khai, minh bạch thông tin về những hoạt động. Ủa sao kỳ vậy? Trước đây là đâu có quý khán giả, đúng không?
từ ngày cái vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái phong trào từ thiện bẩn mà những cái đối tượng mà kêu gọi để trục lợi cá nhân đó bây giờ là khó, rất khó có đất diễn chứ không phải là đơn giản đâu. Người cần giúp đỡ hoặc liên hệ với chính quyền địa phương, bệnh viện, nơi được điều trị để xác định chính xác thông tin. Bên cạnh đó, các nhà hảo tâm nên lựa chọn ủng hộ, đóng góp tiền, vật chất tại các quỹ, chương trình từ thiện do nhà nước, tổ chức, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. À, thấy chưa? Bao nhiêu đó là chúng ta thấy đủ tiền rồi phải không? Thời gian qua người dân ta nói đâu có sai. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đấy, thì chúng ta thấy trước đây á, rất nhiều người thi đua với nhau để kêu gọi một cách vô tội vạ, nhưng quý khán giả, khi mà kêu gọi rồi xong họ cầm được cái số tiền trong tay đó thì họ chỉ chỏ vô mặt người này, chỉ chỏ vô mặt người kia, nè tôi cho bà cái này nè, nè tôi cho bà cái kia nè, nhưng mà tiền đó là tiền của Mạnh Thường Quân. Khi Mạnh Thường Quân người ta chuyển cái tiền vô đó, người ta đặt cái niềm tin, đặt cái tình cảm, mong rằng mình đem cái số tiền đó đến trao tặng tay những cái gia đình nghèo khó. Mình cảm thấy mình làm không được thì mình đừng nên kêu gọi, để cho người ta chuyển vào cái quỹ của nhà nước, một cái quỹ an sinh xã hội giúp đời giúp người, để người ta kịp thời hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là dịch bệnh, vượt qua cái thiên tai bão lũ. Lúc đầu thì nói kêu gọi lúc ngặt chứ không phải là lúc nghèo, nhưng mà kêu gọi rồi thì không chịu giải ngân, đến khi bị người ta phát hiện thì con nhan đệ tử tràn vô chửi, để cho cái câu chuyện nó cao trào như ngày hôm nay, là cái lỗi là cũng do những cái người này chứ không phải là cái lỗi riêng của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì cũng thông qua những cái thông tin như thế này, chúng ta càng thận trọng hơn và tìm đúng nơi đúng chỗ để đặt cái niềm tin, để tránh là tiền mất mà tật mang, và mang thêm cái bệnh tức nữa nha quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.